Chào tất cả anh em, mình mới về được vài cây dao đi rừng của Nhật, mình giới thiệu với anh em. Đây là một mẫu dao chuyên dụng để anh em ta dùng đi rừng chặt cây, một cái mẫu dao đến từ Nhật Bản. Thiết kế là dòng dao một mép chuyên dụng để chặt những nhánh cây to. Cái dòng này là nó chặt rất là lực, nó thiết kế theo kiểu cán nằm cong á anh em, nên là cái lực chặt của nó rất là lòng khỏe và mạnh. Thì tổng quan cái dao đi rừng này nó dài là 36 phân nha anh em. Cây này nó dài 36 phân, riêng phần lưỡi của nó là nó đạt được 19 phân và cái mép làm việc là 18 phân, cán dài là 18 phân. Và độ dày của cái sóng dao là nó 6 ly. Thiết kế nó chuẩn theo một phương diện chuẩn của Nhật rồi. Thì đợt này hàng nó về là còn rất là đẹp, còn nguyên vỏ bao như thế này. Thì tổng trọng lượng một cây dao là nó 600 gram luôn cả vỏ. Cái mẫu này dùng để anh em đi rừng đi phượt rồi chặt cây rồi rất là ngon, hạt chặt cây trong vườn nhà mình ấy, rất là khỏe, thiết kế một mép dễ mài nữa, chặt rất là lực, sống dao rất là dày, thiết kế chuẩn, góc cong nghiêng chặt rất là khỏe. Thì mình bán cái mẫu dao đi rừng của Nhật này với giá là 800 ngàn, mình bao phí vận chuyển cho anh em. Khi mà gửi hàng cho anh em mình sẽ gửi nguyên đầy đủ phụ kiện bao vỏ bao cho anh em, còn rất là đẹp, còn mới ken luôn. Thì anh em nào quan tâm với cây dao đi rừng của Nhật này thì liên hệ bên phía mình, bên mình có ship code toàn quốc, anh em nhận hàng kiểm tra rồi mới thanh toán. Rồi mình xin kết thúc video tại đây, xin cảm ơn anh em.